Xin mến chào tất cả các anh chị và bạn đã quay trở lại với cây thuốc vùng cao. Các bác đã bắt gặp loại cây này bao giờ chưa? Đây, lá của cây này có một cái lớp lông nhung màu hồng, nhìn rất là đẹp. Đây ạ. Đấy. Cây lá của cây này có một cái lớp lông màu hồng, làm người ta liên tưởng đến cái lưỡi của con cọp. Do vậy người ta đặt tên cây này là cây lưỡi cọp đỏ. Còn có tên khác là cơm nguội vòi. Người Dao người ta gọi cây này với tên đó là rau đế hông. Đấy. Bắt gặp cây này ở đâu? Các bác có thể là đào về để trồng. Đấy. Cây này nó phù hợp ở những nơi mà có bóng râm này, có độ ẩm này. Đấy. Tốt nhất là chúng ta trồng ở cái nơi có cát như này và có bóng râm. Đây là một trong những cây thuốc rất quý các bác nhé. Rất quý. Có thể trên cái bờ vực tuyệt chủng mà chúng ta không trồng để bảo tồn loại cây này ấy, thì sau này sẽ không có cơ hội để sử dụng nó. Và Trung Quốc người ta cũng có thời điểm người ta thu mua khá nhiều loại cây này. Đấy. Rau đìa hông, đấy là tiếng Dao. Lưỡi cọp đỏ này, cơm nguội vòi, chỉ về cây này đấy ạ. Thì cây này dùng để làm gì? Thưa bác, như các bác đã biết ấy, trước đây thì khi lên vùng cao, người ta rất e ngại cái việc đó là ăn cơm này, uống nước này. Đấy. Bởi vì còn nhiều những cái hủ tục. Đấy. Thiểu số thôi, ít người thôi, nhưng mà vẫn còn. Đấy. Đó là cái nạn người ta thả độc. Đấy. Thì cái bài thuốc khi mà bị trúng độc ấy, người ta sẽ sử dụng có nhiều những cây thuốc, trong đó có loại cây này. Đấy. Cây này là một trong những cây giúp giải độc rất là tốt. Đấy. Trước đây thả độc thì ta sử dụng, còn bây giờ cái nạn thả độc nó ít hơn. Đấy. Nên là nhiều người cũng không quan tâm đến cái bài thuốc và cũng không quan tâm đến cái cây này. Đấy. Thì hôm nay cũng đã chia sẻ cho bác chúng ta trồng cây này dùng để làm gì quá nhé. Đấy. Một, đó là trứng ho dai dẳng lâu ngày, quá nhé. Hai, đó là ho ra máu. Ba, đó là hỗ trợ trong vấn đề ca phổi. Đấy. Cây này thì trị ho dai dẳng lâu ngày này, ho ra máu này, đấy, ho do bị trúng độc này, băng huyết này, chảy máu ruột ra này, phong tê thấp này, viêm gan, vàng da, giúp thanh nhiệt, đấy, trị trứng cam tích ở trẻ em, phụ nữ, kinh nguyệt không đều, sốt rét, đau xương. Đấy, đấy là công dụng của cây lưỡi cọp đỏ, hay gọi là cơm nguội vòi. Một số bài thuốc sử dụng cây này nhé các bác nhé. Khi mà bị ho lâu ngày, các bác có thể sử dụng lá của cây lưỡi cọp đỏ. Đấy. Sử dụng lá cây này. Đây. Hái lá cây này. Kết hợp với lá của cây dâu tằm, lá hẹ, mật ong. Sau đó là hấp vào nồi cơm. Các loại lá này các bác rửa sạch, thái hoặc là chúng ta nghiền nát, sau đó là trộn với mật ong để hấp vào nồi cơm. Đấy, dùng cho trường hợp bị ho dai dẳng lâu ngày quá nhé. Còn bình thường chúng ta mà bị trúng gió này, chúng ta mà bị gọi là khàn tiếng này, hoặc là chúng ta mà vướng họng, ho một chút, các bác có thể là hái cái lá này. Đấy. Thêm mấy hạt muối nữa, chúng ta nhá nát và chúng ta ngậm nuốt dần cũng rất là tốt. Kinh nghiệm thứ hai sử dụng cái cây lưỡi cọp đỏ, đó là trường hợp mà ho ra máu. Đấy. Ho ra máu thì các bác có thể đến bệnh viện để thăm khám nguyên nhân tại sao. Đấy. Sau khi người ta chỉ định hoặc là tìm được nguyên nhân thì chúng ta có thể kết hợp với cây lưỡi cọp đỏ này để chúng ta hỗ trợ điều trị nó tốt hơn. Thì trường hợp mà ho ra máu, các bác có thể sử dụng lá của cây lưỡi cọp đỏ này kết hợp với cỏ nhọ nồi, lá huyết dụ, mỗi thứ một nắm, sắc uống ngày một thang. Đấy, trường hợp ho ra máu. Một kinh nghiệm nữa đó là trường hợp mà không may chúng ta bị u cục, bị ca phổi, thì cây này nó cũng góp phần hỗ trợ trong vấn đề ca rất là hay. Các bác có thể là quan tâm đến cái cây này nhé. Thì cái bài thuốc trong trường hợp mà bị ca phổi, có thể chúng ta áp dụng sử dụng sói rừng. Đấy.
lá của cây xoái rừng này kết hợp với lá của cây lưỡi cọc đỏ này đấy, và lá của cây đu đủ đực, mỗi thứ một nắm, sắc uống ngày một thang đấy. Chung quy lại thì cây này dùng để giải độc trong trường hợp bị thả độc ở vùng cao. Cái bài giải độc trong hợp bị thả độc thì hiện nay ít dùng. Còn lại những trường hợp như là ho lâu ngày này đấy, ho ra máu này, và hỗ trợ vấn đề ca phổi thì các bác hãy quan tâm ngay. Và đó cũng là lý do tại sao Quân khuyên các bác trồng cây này ở vườn nhà các bác nhé. Đấy, đây là lá của nó nhá. Các bác nhìn lá của cây lưỡi cọc đỏ này, trên bề mặt lá nó có những cái chấm đấy, li ti đấy. Và ở những chấm đó thì có những cái lông. Các bác nhìn này đấy, một lớp lông nhung màu hồng đấy. Và khi nhấm lá cây này, nhìn cái lá như này thôi, cảm giác nhiều lông, nhưng mà khi sờ vào thì nó rất là mịn, mềm. Và khi nhấm lá cây này thì có vị hơi chua một chút, rất là dễ nhấm, dễ ăn các bác nhé. Đấy, chua thanh một chút đấy, sử dụng rất là dễ các bác nhé. Đấy, do vậy là bác nào mà bị viêm họng này, hơi bị vướng cổ này đấy, ho này đấy, chớm ho, các bác hái khoảng 3 lá cây này thêm vài hạt muối nữa, chúng ta nhá, sau đó chúng ta nuốt dần, cũng rất là tốt cho cái đường họng của chúng ta, hỗ trợ trường hợp mà bị viêm họng rồi ho, rất là tốt. Đây là một trong những cây giải độc rất tuyệt vời ở vùng cao mà ở trên miền núi ấy, ít người biết. Bởi vì những người nào biết về thuốc giải độc thì người ta mới biết cây này, còn bình thường thì ít khi người ta sử dụng cây này làm thuốc đấy. Do vậy người Trung Quốc người ta thu mua loại cây này mà dân ta không biết họ thu mua để làm gì đấy. Thì đây là những cây giải độc rất tuyệt vời, độc trong trường hợp bị thả độc các bác nhá. Đấy, còn độc trong trường hợp mà chúng ta bị nhiễm cái khí lạnh này, chúng ta bị nhiễm những cái tà khí này gây đến ho lâu ngày này đấy, rồi trường hợp mà bị viêm phổi này, bị ho ra máu này, sử dụng cây này rất là tốt. Đặc biệt trường hợp các bác không may có người thân mà bị u cục, bị ca phổi ấy, các bác hãy quan tâm ngay loại cây này, kết hợp với xoái rừng và lá đu đủ để sắc uống quá nhé. Đây là hình ảnh cây của nó đây ạ. Lưỡi cọp đỏ, tiếng đồng bào người Dao người ta gọi là rầu đìa hông, các bác nhớ như vậy nhé. Khi bấm lá cây này thì khá là mềm, mặt dưới cũng có lông, mặt trên thì nhiều lông hơn. Đấy, lớp lông nhung. Chiều cao của cây này thì khoảng 15 đến 30 cm. Là cây sống lâu năm. Sau này nó sẽ có những cái quả màu đỏ ấy, chùm quả màu đỏ khá đẹp. Đấy, nó ở những cái phần ngọn này này. Đấy, nếu trồng ấy, các bác nên trồng ở cái nơi râm mát quá nhá. Trồng ở nơi râm mát và chúng ta tưới tắm thường xuyên thì cây nó không bao giờ nó bị chết. Đấy, còn các bác mà để ánh sáng trực tiếp nó dọi vào ấy, thì cây này nó lại kém phát triển hoặc thậm chí nó sẽ chết. Nên trồng, nếu gặp ở đâu, khuyên các bác hãy mang về để chúng ta trồng. Và có những lúc chúng ta nên sử dụng loại cây này, rất là tốt các bác nhá. Một video ngắn chia sẻ với bác đặc điểm tự nhiên của cây lưỡi cọp đỏ hay gọi là cơm nguội vòi, người Dao người ta gọi là rầu đìa hông, và những công dụng rất hay của loại cây này. Ở vùng các bác có cây này không? Đấy, nếu có các bác hãy trồng để chúng ta bảo tồn một cây thuốc quý. Và ngoài những công dụng Quân vừa chia sẻ ra thì các bác còn biết thêm những công dụng nào khác của loại cây này thì hãy để lại bình luận xuống dưới cho mọi người cùng biết các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.